Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Chào mừng tất cả các bạn đến với môn tiếng Việt lớp 5. Trong tuần này, chúng mình sẽ cùng nhau học một chủ điểm mới vì hạnh phúc con người. Những bài tập trong chủ điểm này sẽ xoay quanh vấn đề gì? Cùng cô khám phá lần lượt qua từng bài học. Và bài đọc đầu tiên là bài tập đọc Chuỗi Ngọc Lam của tác giả Hunters Osler. Tiết học này sẽ giúp các con đạt được những mục tiêu. 1. Học sinh đọc trôi chảy, ngắt nghỉ hơi đúng, biết đọc diễn cảm toàn bài phù hợp với từng nhân vật. 2. Nắm được nội dung bài, từ đó biết đem lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác. Hãy quan sát bức tranh, các con dự đoán xem cô bé trong tranh đang làm gì? Để có câu trả lời chính xác nhất, chúng mình hãy cùng nghe cô đọc một lần Chuỗi Ngọc Lam. Chiều hôm ấy, có một em gái nhỏ đứng áp trán vào tủ kính cửa hàng của PE, nhìn từng đồ vật như muốn kiếm thứ gì. Bỗng em ngẩng đầu lên. Cháu có thể xem chuỗi ngọc lam này không ạ? PE lấy chuỗi ngọc đưa cho cô bé. Cô bé thốt lên. Đẹp quá! Xin chú gói lại cho cháu. PE ngạc nhiên. Ai sai cháu đi mua? Cháu mua tặng chị cháu nhân lễ Noel. Chị đã nuôi cháu từ khi mẹ cháu mất. Cháu có bao nhiêu tiền? Cô bé mở khăn tay ra, đổ lên bàn một nắm xu. Cháu đã đập con lợn đất đấy. PE trầm ngâm nhìn cô bé, rồi vừa lúi húi gỡ mảnh giấy ghi giá tiền. Anh vừa hỏi. Cháu tên gì? Cháu là Doan. Anh đưa Doan chuỗi ngọc gói trong bao lụa đỏ. Đừng đánh rơi nhé. Cô bé mỉm cười rạng rỡ, chạy vụt đi. Cô đâu biết chuỗi ngọc này PE dành để tặng vợ chưa cưới của mình. Nhưng rồi một tai nạn giao thông đã cướp mất người anh yêu quý. Ngày lễ Noel tới, khách hàng ai cũng vui, làm cho PE càng đau lòng. Khi người khách cuối cùng bước ra, anh thở phào. Thế là qua được năm nay, nhưng anh đã lầm. Cửa lại mở, một thiếu nữ bước vào, cô lấy trong túi sách ra chuỗi ngọc lam. Chuỗi ngọc này có phải của tiệm ông không ạ? Phải. Thưa, có phải ngọc thật không? Không phải thứ ngọc quý nhất, nhưng là ngọc thật. Ông có nhớ đã bán cho ai không? Một cô bé tên là Joan mua tặng chị của mình. Giá bao nhiêu ạ? Tôi không khi nào nói giá tiền của quà tặng. Doan chỉ có ít tiền tiêu vặt, làm sao em mua nổi chuỗi ngọc này? PE gói lại chuỗi ngọc và đáp. Em đã trả giá rất cao bằng toàn bộ số tiền em có. Hai người đều im lặng, tiếng chuông từ một giáo đường gần đó bắt đầu đổ. Nhưng sao ông lại làm như vậy? PE vừa đưa chuỗi ngọc cho cô gái vừa nói. Hôm nay là ngày Noel, tôi không có ai để tặng quà. Cho phép tôi đưa cô về nhà và chúc cô một lễ Noel vui vẻ nhé. Trong tiếng chuông đổ hồi, PE và thiếu nữ cùng nhau sánh bước qua một năm mới hy vọng tràn trề. Các con vừa được lắng nghe bài đọc Chuỗi Ngọc Lam. Bài đọc được chia thành hai đoạn. Đoạn 1, chiều hôm ấy cho đến cướp mất người anh yêu quý. Đoạn 2, từ ngày lễ Noel đến hết bài. Chúng mình
Cần chú ý luyện đọc đúng một số từ khó như Pierre, Noel, lúi húi, Joan, trầm ngâm, giáo đường. Lưu ý ngắt câu dài cho phù hợp. Cô đâu biết chuỗi ngọc này Pierre dành để tặng vợ chưa cưới của mình. Nhưng rồi một tai nạn giao thông đã cướp mất người anh yêu quý. Các con có những từ nào khó cần giải nghĩa không? Cô thấy có từ chuỗi ngọc lam. Đây là hình ảnh của ngọc lam. Noel là lễ quan trọng nhất trong năm của Thiên Chúa giáo, được tổ chức từ đêm 24 tháng 12 đến hết ngày 25 tháng 12 để mừng ngày Chúa Giêsu ra đời. Còn đây là hình ảnh của giáo đường hay còn gọi là nhà thờ. Tìm hiểu những từ khó sẽ giúp các con dễ hơn trong việc tìm hiểu nội dung bài đọc. Theo các con, cô bé Joan mua chuỗi ngọc lam tặng ai? Cô đã mua để tặng cho chị của mình phải không? Chính xác rồi đấy. Bởi sao? Bởi vì chị đã thay mẹ để nuôi cô bé khi mẹ cô bé qua đời. Tuy nhiên, Joan có đủ tiền để mua chuỗi ngọc lam hay không? Chắn là Joan không đủ tiền rồi, bởi vì cô chỉ có một ít tiền để tiêu vặt. Các con có tìm ra được những chi tiết nào cho thấy rằng Joan không đủ tiền để mua chuỗi ngọc lam không? Đó là bởi cô bé không có đủ tiền để mua chuỗi ngọc. Cô bé mở khăn tay, đổ trên bàn một nắm xu và nói đó là số tiền cô đã đập con lượn đất. Tuy nhiên, thật may mắn cho cô bé Joan, người chủ cửa hàng đã bán chuỗi ngọc với mức giá mà không thể ai có thể mua được như cô bé. Bởi đằng sau chuỗi ngọc chứa đựng cả một nỗi buồn lớn. Theo các con, chuyện buồn nào đã xảy ra đằng sau chuỗi ngọc lam? Phương án A, đó là kỷ vật mà mẹ Pierre đã để lại cho anh để anh tặng cho vợ sắp cưới của mình. Phương án B, đó là chiếc vòng mà vợ sắp cưới của Pierre rất thích trước khi qua đời trong một tai nạn giao thông. Phương án C, Pierre định dành tặng nó cho vợ sắp cưới nhưng cô đã mất trong một tai nạn giao thông. Nếu đọc kỹ câu chuyện, các con sẽ xác định ngay ra câu trả lời. Đó chính là phương án C. Pierre cảm động trước tấm lòng của cô bé và thêm một phần nữa, chú không được trao yêu thương cho người vợ sắp cưới của mình và chú đã dành cơ hội đó cho cô bé có quyền được trao món quà tặng cho người chị của mình. Qua đây, chúng ta thấy được lòng nhân ái của chú Pierre và tình yêu chị của cô bé Joan. Sau khi nhận được chuỗi ngọc lam vào đúng đêm Noel, chị của cô bé đã đến tìm gặp Pierre để làm gì? A. Để hỏi có đúng cô bé đã mua chuỗi ngọc ở đây không? Chuỗi ngọc có phải là ngọc thật không? Phương án B. Để hỏi Pierre đã bán chuỗi ngọc cho cô bé với giá bao nhiêu tiền? Phương án C. Cả hai đáp án trên đều đúng. Câu hỏi này không làm khó các con phải không? Chị của cô bé Joan đã đến gặp Pierre để hỏi có đúng là cô bé đã mua chuỗi ngọc ở đây không? Chuỗi ngọc có phải là ngọc thật không? Và hỏi giá tiền của chuỗi ngọc này. Pierre đã xác nhận đó là chuỗi ngọc thật và khẳng định rằng cô bé đã trả giá rất cao. Chúng mình có đoán được vì sao Pierre cho rằng Joan đã trả giá rất cao để mua chuỗi ngọc không? Phương án A,
Vì Doan rất thích chuỗi ngọc. Phương án B, vì cô bé Doan đã mua chuỗi ngọc bằng tất cả số tiền mà em có, cộng thêm tình yêu to lớn dành cho chị của mình. Phương án C, vì đó là chuỗi ngọc vô giá. Cô tin chắc chắn rằng đến giờ phút này, các bạn đều có câu trả lời chính xác là phương án B. Cô bé đã mang hết số tiền đập lộn của mình đi để mua chuỗi ngọc. Sau quá trình tìm hiểu văn bản, con có suy nghĩ gì về những nhân vật trong câu chuyện này? Suy nghĩ của cô về cô bé Doan, cô đã toại nguyện tặng được món quà mình muốn cho chị bằng chính tiền tiết kiệm của bản thân. Chị gái của Doan nhận được tình cảm của cô em và càng thêm hiểu rõ về cô em gái của mình. Riêng đối với Pierre, được thoát khỏi nỗi buồn mất mát trong suốt thời gian qua, vì ông đã chia sẻ được tình yêu với người cần. Các con đã nắm được nội dung bài đọc chưa? Bài đọc ca ngợi những con người có tấm lòng nhân hậu, biết quan tâm và đem lại niềm vui cho người khác đấy các con ạ. Hiểu được nội dung bài đọc. Bài đọc kết hợp với một số lưu ý. Các con sẽ có bài đọc thật là hay và hấp dẫn. Toàn bài chúng mình chú ý giọng kể chậm rãi, nhẹ nhàng. Chú ý giọng nhân vật, lời cô bé Doan, ngây thơ, hồn nhiên khi khen chuỗi ngọc lam, khi khoe nắm xu lấy từ con lợn đất tiết kiệm. Lời chú Pie, điềm đạm, nhẹ nhàng, tế nhị. Lời chị cô bé, lịch sự, thật thà. Câu kết truyện, giọng rậm rãi, đầy cảm xúc. Khi đọc đoạn này, chiều hôm ấy, cho đến cháu có bao nhiêu tiền, các con lưu ý nhấn giọng ở những từ ngữ áp chán, ngẩng đầu lên, thốt lên, ngạc nhiên. Đoạn từ cô bé mở khăn tay ra cho đến người anh yêu quý, chúng mình cũng đừng quên nhấn giọng ở từ trầm ngâm, lúi húi, chạy vụt đi. Sau khi bài học này kết thúc, chúng mình hãy tự trả lời những câu hỏi sau. Con thích nhất nhân vật nào trong câu chuyện này và vì sao? Con hãy tưởng tượng để kể tiếp kết thúc của câu chuyện chuỗi ngọc lam nhé. Cô nghĩ rằng mỗi chúng ta đều có trí tưởng tượng hết sức phong phú. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con trong những video lần sau. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.